Hello anh em, chào mừng em quay trở lại với video tiếp theo của mình. Tiếp tục là những video nhận định cho kèo bóng trước trận đấu. Video này thì mình sẽ nhận định cặp đấu diễn ra giữa câu lạc bộ RB Leipzig và câu lạc bộ Wolfsburg vào lúc 20:30 ngày 27/8/2022 giờ Việt Nam. Trận đấu trong khuôn khổ vòng loại số 4 đấu trường Bundesliga. Kèo chính của chúng ta trong trận đấu này, Leipzig được đánh giá là kèo trên với tỷ lệ chấp 1,25. Kèo tài xỉu đó là 3 trái tròn và kèo sẽ nâng lên hạ xuống tùy tình hình biến động của trận đấu. Trước khi đi vào nhận định thì anh em hãy ủng hộ mình một like, một subscribe, bấm nút chuông đăng ký theo dõi kênh để đón chờ những cái video nhận định kế tiếp của mình nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. RB Leipzig sẽ đón tiếp qua bước tại sân vận động Red Bull Arena, sân nhà của câu lạc bộ RB Leipzig. Và bước tới trận đấu này có thể nói là Leipzig và Wolfsburg đang có một thành tích khá đáng buồn khi mà nhập cuộc đấu trường Bundesliga. Sau 3 lượt trận thì họ thực sự là cũng chưa có trận thắng nào cả. Thành tích tốt nhất chỉ là những cái trận hòa mà thôi. Về phía đội tuyển Leipzig thì hai trận đấu đầu tiên họ có 2 điểm, cầm hòa với Stuttgart và cầm hòa với FC Coi. Trận đấu gần ngay nhất thì thua thằng Union Berlin 2-1. Còn về phía của Bắc cũng cầm hòa hai trận, Schalke với lại Werder Bremen, còn thua Bayern Munich tỷ số 2-0. Đây một cái kèo có thể nói là khá cân. Mình đánh giá là khá cân, nhưng mà tỷ lệ Leipzig chấp lên tới 1,25 cũng là một cái tỷ lệ khá là cao đấy, trong khi hai đội thể hiện một thành tích khá là tương đương nhau. Lịch sử đối đầu trước đó, mùa giải trước, lượt đi và lượt về, lượt đi Wolfsburg đánh bại 1-0 mà lượt về Leipzig đánh bại 2-0. 2020-2021 thì hai đội cầm hòa cả lượt đi lượt về là 2 đều. Vậy hà cớ gì mà trong trận đấu này Leipzig chấp tới 1,25? Mặc dù đá trên sân nhà thì chỉ là một cái điểm cộng là 0,25 thôi. Với cái kèo như này thì mình đánh giá rằng kèo 1,25 là kèo khá cao. Leipzig bản hợp đồng mới đó là Timo Werner từ Chelsea đã quay trở về với Leipzig và đã có bàn thắng cho mình trong trận đấu FC Coi rồi. Nhưng mà Leipzig trong trận FC Coi thì cũng bị ăn một cái thẻ đỏ, đó là Szoboszlai. Ở trung vệ Szoboszlai thì trong trận đấu này sẽ bị treo giò thôi. Hôm đá với Union Berlin thì thua 2-1, một bàn thắng được gỡ ở phút 83. Hai bàn thắng đến khá sớm. Ngay phút 32, phút 38, hiệp 1 đã ăn 2 bàn rồi. Leipzig nói chung là kèo này khá là chua. Kèo 1,25 kèo khá cao đấy. Wolfsburg cũng đá hay chứ không phải là không nha. Chúng ta thấy Bayern Munich họ hủy diệt tất cả các cái đối thủ trong 4 lượt trận. Các cái tỷ số khá cao. Nhưng mà với Wolfsburg cũng chỉ ăn 2 bàn. Đấy, chứng tỏ là hàng thủ của Wolfsburg cũng khá tốt chứ không phải là không. Trong đá với Schalke đang khá là mạnh như thế mà họ cũng gọi là cầm hòa. Bremen hôm vừa rồi đánh bại Dortmund 3-2, Wolfsburg cũng cầm hòa 2 đều. Thì chúng ta đánh giá Wolfsburg hàng thủ khá tốt. Leipzig đang cho thấy một phong độ khá là bấp bênh. Mặc dù là hôm vừa rồi thì cũng đá gọi là tranh siêu cúp với Bayern Munich với tỷ số là 3-5. Nhưng mà xem chừng Leipzig không phải là đối thủ của Bayern Munich là đúng rồi, nhưng mà so với Wolfsburg trong trận đấu này thì cũng chỉ gọi là hơn một tí thôi. Tỷ lệ 1,25 một tỷ lệ khá cao. Mình tin rằng Leipzig trong trận đấu này có vẻ như tỷ lệ cầm hòa và hơn khoảng một bàn là căng thôi. Thì cho nên trong trận đấu này anh em tin tưởng cái thằng khách thằng Wolfsburg trong trận đấu này sẽ gọi là thua khoảng một trái là căng. Cho nên là kèo này thì mình nhận định là anh em theo kèo Wolfsburg hoặc theo kèo tài nhá. Tỷ số chung cuộc dự đoán nhầm rơi vào khoảng 2-1. Đấy nhận định của mình. Còn ý kiến anh em thế nào để lại bình luận sau video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video nhận định kế tiếp.